và Curtis Jones. Trong khi đó, bộ ba tấn công của đội chủ nhà trong trận này là Mohamed Salah, Cody Gakpo và Diogo Jota. Ở vị trí chân giữ cầu môn, Diogo Jota. Curtis Jones. Diogo Jota. Cơ hội phản công cho Liverpool, Mohamed Salah. Diogo Jota. Alexander Arnold. Jota. Thậm chí trọng tài đã thổi phạt với Diogo Jota khi anh va chạm với Nico Williams. Diogo Jota thì ông chủ yếu làm việc cho các đội trẻ, đội U16 và U17 của nước Anh. Diogo Jota. Curtis Jones. Diogo Jota. Robertson. Robertson. Eddie Robertson. Nico Williams. Alexander Arnold. Diogo Jota. Vẫn chưa thành công. Vẫn chưa có bàn thắng cho Liverpool. Hết về Van Dijk rồi lại đến Diogo Jota kết thúc. Jota đã có mặt ở phía cột xa, nhưng Curtis Jones đã khiến cho nhịp tấn công của Liverpool không còn được duy trì. Rất là bập Curtis Jones. Jota. Diogo Jota. Mọi cầu thủ của Nottingham Forest đều đã lùi về, đều đã tham gia vào các nỗ lực phòng ngự. Và với số 10, một tiền đạo Morgan Kirkwood. Morgan Kirkwood có Robertson. Jota. Bởi ba trung vệ Philippe, Niakate và Guaro. Trước đó là McKenna, nhưng McKenna đã gặp phải chấn thương và được thay thế bởi Guaro. Alexander Arnold đánh đầu, dứt điểm. Những tình huống bóng mở chưa thể giúp cho Liverpool có được bàn thắng, thì việc phối hợp từ những tình huống cố định là chìa khóa để mở ra không ghi bàn cho họ trong trận này. Pha ghi bàn của Diogo Jota. Ba nhịp đánh đầu và lưới của Nottingham Forest đã bị rung lên. Niakate là người đã đưa quả bóng đến vị trí của Fabinho. Diogo Jota thì luôn rất nhanh, rất nhanh trong việc lựa chọn vị trí và chấp thời cơ, không cho đối thủ của mình bất kỳ một cơ hội nào. Xuất hiện từ phía sau của Renan Lodi, và ở vị trí này thì chẳng ai có thể cản phá nổi. Sanado, một nhóm cầu thủ đang di chuyển bên hành lang cánh phải, nhưng đường truyền của Alexandro thì lại đưa đến một lựa chọn có thể nói là tệ nhất trong pha bóng vừa rồi.
nỗ lực của Diogo Jota, nhưng đó cũng là nỗ lực khiến cho anh phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Eddie Robertson, Diogo Jota, Jota! Xuất sắc, xuất sắc Diogo Jota. Jurgen Klopp cũng không biết phải nói gì. Còn những cổ động viên của Liverpool, họ dành những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt cho Diogo Jota. Hai tình huống cố định và Liverpool có bàn thắng trong những tình huống này. Jota thi đấu cứ như thế anh đang thể hiện ở trên sân tập vậy. Ghi bàn một cách đơn giản. Và ghi bàn xong thì cũng rất lạnh lùng. Quá xuất sắc. 2-1 cho Liverpool. Và Jota đang là ngôi sao sáng nhất ở trên sân. Đối với Alisson Becker. Liverpool lên bóng nhanh. Diogo Jota. Jota. Thể lực của Diogo Jota đã có phần đi xuống sau những tình huống cao bóng dài liên tiếp. Nottingham Forest ở trong hiệp 2 này lên bóng không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp phải cảm thấy giật mình. Đánh đâu? Không được. Lại là Diogo Jota. Đường chuyền có điểm rơi tốt. Và Diogo Jota rất thích những đường chuyền như thế này. Nó giúp cho những cầu thủ không cao lớn như anh nhưng chọn vị trí tốt có cơ hội để dứt điểm bằng đầu. Đang là những màn trình diễn của Diogo Jota và Keylor Navas. Thiago. Cơ hội cho Liverpool. Mo Salah. Salah chân trái.